Chào các bạn, hôm nay mình lại gặp một tình huống, đó là một công trình sử dụng cửa cuốn, và sau thời tiết mưa gió thì hộp nhận bị sét đánh, có vẻ là bị cháy rồi. Thì anh chủ nhà vừa gọi đội thợ đến và đang phải phá tan hoang cái phần ô bên phía trên chỗ hộp nhận cửa cuốn ra và để thay cái hộp nhận đó. Rồi sau một thời gian khoảng 20 phút xử lý thì anh em đã phá được nó ra và thay thế cái hộp nhận mới và điều khiển mở được vào trong nhà rồi. Đấy là trường hợp cửa cuốn. Còn đối với các bạn khi lắp đặt cổng tự động thì sao? Cổng tự động khi mất điện thì cũng rất dễ, đơn giản hơn rất nhiều, dễ dàng sử dụng. Chúng ta chỉ cần có chiếc chìa khóa cơ như này là có thể mở được cổng để vào được nhà rồi. Rất an toàn và tiện lợi hơn so với lại sử dụng cửa cuốn. Tuy nhiên mức đầu tư và chi phí cho mỗi loại cửa cuốn và cổng tự động thì nó khác nhau đó. Các bạn sẽ cân nhắc vấn đề về tài chính và phù hợp với không gian. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video.